Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến trên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế theo kiến trúc Tân cổ điển, rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14m và được anh chịu nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng vỉa hè phía bên ngoài khoảng 3m mình để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 5 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía sau căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với phong cách Tân cổ điển. Phía ngoài mình sẽ có những cái ban công hình vòm tròn và được anh chủ nhà thiết kế cũng như cho mình rất nhiều những cái mảng lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn sơn nhũ đồng rất là đẹp, và cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng cũng như đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 12m, khu phân lô bàn cờ, mình có hai bên vỉa hè, điện nước âm, cũng như là hai bên được trồng cây xanh rất là đẹp với khu nhà lầu đồng bộ. Đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà. Và khu này thì mình có những căn nhà được thiết kế kiểu Tân cổ điển, và những căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với phong cách hiện đại mới nhất năm 2022 cũng như là năm 2023. Và đây là khu nhà lầu đồng bộ đang được xây dựng cũng như đã mới xây dựng và hoàn thành, mới được có 2-3 căn thôi. Hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn một căn nhà hiện đại và một căn nhà Tân cổ điển để gửi đến quý khách hàng. Và hai căn nhà này thì đang có giá chỉ 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình ở một trong hai căn nhà đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè 3m để mình để xe gắn máy, và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt sơn nhũ đồng rất là đẹp. Và bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình với hai lớp cửa. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara để xe hơi dưới tầng trệt căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường mình cũng được ốp nhựa hoa văn gỗ cao lên kín khoảng 3m rất là đẹp. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống đèn trùm cũng như mảng trần được các chịu nhà sơn nhũ đồng rất là đẹp. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì chỉ có đổ bê tông để gia đình mình nếu có xe hơi mình bỏ vào bên trong, thì không gian phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn tạm thời gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình làm phòng khách rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Với căn nhà đang có hướng là hướng đông bắc phù hợp với nhà hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và hướng tây nam cũng phù hợp với nhà hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Khu này thì thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và đây là khu vực bên trong, khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì trụ thang tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, và lan can thì được làm bằng sắt đặc uốn hoa văn rất là đẹp. Đối diện cầu thang mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển ở khu vực phía sau thì mình sẽ đến với không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một cái khoảng không gian để tủ lạnh rất là rộng, mình sẽ để tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng và quạt trần. Bên trong không gian phòng bếp thì được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ cao lên kín tường rất là sạch sẽ, và trần được sơn nhũ đồng rất là đẹp. Tủ bếp cái bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương với hai tông màu màu đen, cũng như mình sẽ có lavabo để rửa chén bát, và phía sau mình có giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Mình sẽ có một khoảng giếng trời và một cái sàn rửa cũng như một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực gara để xe hơi, phòng khách dưới tầng trệt của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu khách hàng cũng như để khách hàng tham quan không gian tầng lửng của căn nhà, không gian phòng khách thứ hai của căn nhà. Với căn nhà mình được thiết kế có tới 5 phòng ngủ chính và một cái sân thượng ở phía sau để mình phơi đồ rất là rộng rãi và thoáng mát. Và đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà. Phía ngoài mình kiểu có những mảng trang trí rất là đẹp, và bên trong không gian phòng khách thì mình sẽ có những cái lam gỗ trang trí phía bên ngoài, và bên trong là không gian phòng
khách căn nhà, được anh chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Mình có hệ thống quạt trần và những mảng trần được sơn nhũ đồng rất là đẹp. Và xung quanh tường thì được các chịu nhà ốp gỗ cao lên khoảng độ hơn 1 mét. Rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng khách thứ hai căn nhà, phòng khách tầng lửng. Nếu gia đình mình có xe hơi, mình bỏ phía bên dưới thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà. Toàn bộ các lầu phía sau thì mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài. Khoảng giữa trời phía sau rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nên ta liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng Hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được xây dựng xong. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, sẽ có cửa để đi ra ban công phía trước để vui chơi và hóng mát. Cũng như mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng biệt, sử dụng rất là thuận tiện. Với nhà vệ sinh căn nhà mình đấy chịu là thiết kế với hệ thống lavabo bàn cầu, vòi chân tắm và gương soi. Nhà vệ sinh được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là đẹp cũng như rất là thoáng mát. Di chuyển ra khu vực phía sau sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Phòng ngủ sau căn nhà mình cũng được mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà, cũng như nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Thì quý hàng hãy xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và những căn nhà này thì đang có giá là 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng với căn nhà đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng ở giấy tờ pháp lý rõ ràng, và chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ số 4 căn nhà và nhà phòng ngủ số 3 và nhà vệ sinh phòng ngủ số 3 căn nhà. Nếu như mình sẽ di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 4 để di chuyển lên lầu 3 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5. Với căn nhà được thiết kế có tới 5 phòng ngủ. Mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và một phòng ở phía bên trên là phòng đa năng, mình có thể làm phòng thờ, phòng tập thể dục, phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ. Nhà vệ sinh thì anh chị rời ra phía sau, thế nên mình có thể làm phòng thờ rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi, rất là đẹp. Khu vực cầu thang căn nhà thì mình sẽ có giếng trời lấy gió và ánh sáng. Với căn nhà nằm tại trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay trường Cao đẳng Điện lực và chỉ cách quận Gò Vấp dùng khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi. Một trục đường Hào Huy Giáp thông qua trục đường Nguyễn Oanh để mình về trung tâm của thành phố. Và đây là khoảng sân ở phía sau căn nhà, cũng được anh chị nhà đủ kiên cố và có làm cầu thang để mình đi lên trên mái, và có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian lầu 3 của căn nhà. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 15 phút, và về trung tâm thành phố tầm cỡ khoảng 25 đến 30 phút. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.